Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo. Và video hôm nay thì mình không cắt bớt công đoạn nữa. Hôm nay thì Khánh sẽ phơi cho anh em cùng nhau xem và tham khảo nhé. Có rất là nhiều anh em thắc mắc rằng tại sao thì mình không làm phơi, hoặc là mình cứ cắt bớt công đoạn một kiểu, lặp đi lặp lại suốt, đúng không? Nói thật thì mình làm video đấy để cắt bớt công đoạn, không có nghĩa là mình không cắt kiểu khác nha anh em nhé. Bởi vì mình trước đây mình cũng đã nói là mình chỉ làm những video cắt bớt công đoạn, nên là rất là nhiều anh em thắc mắc. Vậy hôm nay thì Khánh sẽ đưa đến các bạn một kiểu cắt phẩy mới. Ok. Và bước đầu tiên thì anh em vẫn phải dùng 4 mm dọn khung nha anh em nhé. 4 mm dọn dọn khung nhé. Tất nhiên là cái này không phải là đầu nào thì anh em cũng có thể phây được anh em nhé. Anh em dọn dọn khung ok rồi, anh em lại dùng chấn viền, bấm khung đó nhờ phần đằng từ mình sẽ từ đằng giữa cái mai, từ cái chỗ giữa cái mai vòng ra đằng sau một vòng, còn mình là giữ để cái phần đằng trước cái mai để nó có một viền hơi đậm đậm một chút nha anh em nhé. Mình bắt đầu từ cái giữa mai này vòng uốn đều vào nha anh em nhé. Uốn nhìn cái đường khung này với lại cái phần trên khung mình vừa mới đẩy trên khung cho nó đều nhau anh em nhé. Anh em bấm bấm nhìn cái khung, nhìn làm sao tận nét nhé. Rồi anh em đẩy 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 đi đẩy lại tầm khoảng 1 mm nhé. Đẩy lên xong lại đẩy xuống tầm khoảng 1 mm nhé. Đó, anh em đẩy đẩy lên 1 đến 2 mm để cho nó trắng hơn, sát hơn nha anh em nhé. Mình chỉ cạo xuống thì nó không được trắng như mình đẩy lên đâu. Rồi ok. Xong thì bắt đầu thì anh em lại bắt đầu nối lên phây lên phần nối tiếp ở phần phía bên trên nha anh em nhé. Còn nếu mà anh em nào được xem những video của mình cắt bớt công đoạn rồi thì chắc chắn là các bạn nhìn những cái phần phây này thì các bạn nhìn nó rất là dễ rồi đúng không? Rồi bước đầu tiên thì anh em sẽ dùng cái 1,5 mm. Anh em đẩy lên một phần nhá. Lưu ý là anh em nên dùng ở một góc tông thôi nhá, anh em đừng dùng hết cả lưới cả hết cái phần tông hết nhá. Dùng một góc thôi, 36 thôi, dùng một góc tông 36 để đẩy thôi anh em nhá. Lưu ý là anh em phải đẩy sát sát vào đầu nhá. Hơi gẩy gẩy nhẹ chữ C nha anh em nhé, gẩy nhẹ chữ C nhé. Anh em đẩy đều đều tay vào nhá. Anh em chú ý là ở cái phần trên tai này rất là khó đẩy, nên là anh em dùng một góc tông đẩy đẩy thật mịn vào nhá, đẩy mịn vào. Anh em mới bắt đầu tập thì anh em tập cứ từ từ thôi. Rồi anh em hãy đóng đóng lưới vào nhá. Anh em đóng một nửa lưới. Đóng một nửa lưới rồi anh em phơi lên cái phần bên trên cái hàng trên một nửa nhá. 1/2 ấy. Anh em đẩy lên cùng cái kiểu dạng như đẩy đẩy hơi gẩy ra ngoài chữ C một tí nha anh em nhé, cho anh em đừng đẩy sát ra đầu thì lại lẹm lên trên nó lại không thành phây nữa anh em nhé. Rồi anh em đẩy đi đẩy làm sao để mình cảm thấy nó nhìn nó mờ ok, mờ đều nhau ok, rồi anh em mới chuyển chuyển tông nhé. Rồi anh em vẫn còn nhìn thấy cái ngấn bé bé bên dưới đúng không ạ? Anh em lại đóng đóng lưới lên và mở mở một chút thôi, mở một một tí tí thôi. Rồi anh em lại phá cái ngấn đi, phá cái ngấn thì anh em nên dùng cái góc tông bé bé rồi anh em chỉ gẩy lên một tí tí thôi. Gẩy hết chữ C ấy. Anh em để ý ký nhá. Mình chỉ gẩy bé bé thôi. Gẩy một tí ở phần ngấn thôi. Anh em nhìn mắt mắt thường mình nhìn cảm thấy nó hết cái phần ngấn là ok nhá. Đó, anh em đừng đẩy lên cao quá, anh em đẩy lên cao quá tí lại nó lại trắng lên cao quá, nó lại làm phá hỏng cái ngấn vừa vừa rồi mình vừa mới cắt nha anh em nhé. Anh em được dùng được làm quen rồi thì anh em đẩy như này, cảm giác là nếu mà nó chưa ăn thì anh em lại đóng thêm một tí lưới vào. Đó, ok không ạ?
Tại sao thì rất là nhiều anh em cứ hay thắc mắc là mình cứ làm đi làm lại một kiểu cắt bớt công đoạn không? Và video này thì mình là lại làm những video này cắt phây. Cũng rất là đơn giản thôi, chẳng qua là mình ít áp dụng hơn. Rồi ok, đến phần này thì anh em dùng ba cứ 30 ml đẩy nha anh em nhé. Anh em dùng 30 ml đẩy một nửa nhá, đẩy một nửa phần phía bên trên đấy, đó, với phần phía bên trên thành ấy. Anh em đẩy vẫn đẩy hết chữ C hơi CC ra ngoài một tí nha anh em nhé. Anh em đừng đẩy sát vào da đầu lên trên là lại bị lẹm nha anh em nhé. Quan trọng là anh em giữ lại được cái thành là ok nha anh em nhé. Như các bạn đã xem video của mình rồi thì anh em sẽ thấy là mình cắt cực kỳ đơn giản luôn. Đại loại là mình không hề giấu một cái gì luôn anh em nhé. Mình chia sẻ thật lòng với anh em luôn. Chứ các bạn đừng nghĩ là các bạn cắt những cái kiểu đơn giản còn chưa được anh em đòi cắt những cái cao siêu phây đẹp thì anh em còn lâu đi anh em ạ. Bởi thứ nhất thì anh em phây ấy, thì anh em phải lựa chọn. Một là chất tóc đẹp, hai là khuôn đầu đẹp thì anh em phây thì nó mới đẹp được. Chứ còn gặp những cái đầu lồi lõm thì anh em phây thì nói thật thì nhìn từ đối diện trực diện ấy thì nhìn nó hiệu ứng này nói chung là ok, nhưng mà anh em không giữ được cái thành thì nói chung thì vẫn là một cái sai lầm lớn. Bởi vì một người khách người ta ngồi vào gương thì anh em phải hiểu rằng là người ta soi hai bên đúng không? Hai bên thành thì thứ nhất là hai bên thành nó nhìn nó bên lồi ra bên lõm vào thì làm sao phải người ta đồng ý được đúng không? Vậy nên là anh em cứ giữ lại được cái thành ok trước cái đã, còn ở phần phía bên dưới thì anh em cắt thế nào cũng được. Bởi vì trắng trắng mà trắng sát thì anh em thì hiểu đơn giản là phây, nói chung phây thì như này thì nó đại loại là làm từng tí một ấy thì chắc chắn thì nó sẽ tỉ mỉ hơn là mình cắt bớt công đoạn rồi. Nhưng mà ấy, nếu mà anh em làm quen tay ấy, thì cắt bớt công đoạn thì vẫn là ok. Và cái thời gian mình vẫn tối ưu được cái thời gian. Rồi đến cái phần này thì anh em lại dùng 1,5 ml. Anh em mở lưới nhá. Anh em mở lưới một nửa rồi anh em đẩy phần ngấn nhá. Đúng không? Nên là anh em làm ấy là bất kỳ tóc gì anh em phải tham khảo xem xét cái chất tóc này, cái khuôn mặt nó với lại cái hộp sọ con người đầu ấy nó có lồi lõm hay không. Nếu mà không lồi lõm thì ok phây quá đẹp, còn lồi lõm thì thôi. Với lại gặp những cái quả đầu nào mà nó đầu gầy ấy phây cực kỳ xấu luôn. Rồi đến phần phần này thì anh em lại đóng vào nhá, anh em lại đóng lưới vào ok, anh em lại đóng lưới vào đẩy đẩy cái ngấn bé đi một chút nữa là ok. Đó nha, anh em thấy thì ở đây đẩy như này cũng là ok, rất là nhanh đúng không? Tất nhiên là mình làm bớt công cắt bớt công đoạn thì mình chỉ làm để cho nó cho anh em nếu mà học được cách áp dụng này thì cũng rất là hay. Bởi vì cách đấy thì gặp những cái trường hợp mà đầu lồi lõm ấy áp dụng cách đấy rất là nhanh. Bởi vì cắt phây như này thì nói thật thì nếu mà người nào làm quen thì nó rất là nhanh, còn nếu mà người nào làm chậm làm chưa quen thì nó cực kỳ chậm luôn, với lại cái độ chính xác của hai bên cái thành thì nó khó để kiểm soát hơn. Okay. Đó nhưng em thấy thì ở đây cái thành nó ok chưa ạ? Đơn giản. Rồi cái này thì mình lại dùng 30 ml nhá. 30 ml mở một nửa lưới nha anh em nhá. Rồi anh em đẩy chữ C nhá, đẩy hết chữ C ra ngoài một chút nhá anh em nhá. Chứ không thì lại lẹm vào cái thành đấy. Cắt như này xong rồi thì anh em vẫn phải lấy kéo tỉa để tỉa tạo hiệu ứng thêm một chút nhá, bởi vì có một số góc nó hơi lõm nhẹ một tí ấy thì nhìn nó sẽ đậm hơn một chút. Nên là anh em sẽ vẫn phải sẽ lấy tỉa tỉa nhá. Video này có lẽ nó hơi dài một chút, mình làm từ từ nó có lẽ nó hơi hơi dài một chút, nên là anh em xem kiên trì xem đến cuối cùng nhá. Video này thì mình chỉ làm đúng một bên thôi, một bên này thì anh em hướng dẫn cho anh em thôi. Đó, anh em thấy ok chưa ạ?
Anh em đẩy xong thì anh em cứ check đi check lại trong vài lần đi, 2-3 lần đi để cho nó đều nhất có thể. Ok. Có thể đối với một số bạn mới vào nghề thì có thể cắt kiểu này nó đại loại nó lâu lâu hơn bình thường thật. Bởi vì mình làm quen rồi thì mình cắt bớt công đoạn thì vẫn là nhanh hơn. Như anh em đã xem video của mình rồi thì anh em lấy lược kê lược cắt cái thành trước rồi anh em đẩy phần phía bên dưới, kể cả anh em phây sát hay là phây kiểu gì cũng được nhưng mà nó vẫn nhanh hơn. Có thể là mình đẩy kiểu này thì nó dùng cứ này cứ kia. Rồi đến cái phần này quan trọng nhất này, dùng 4 mm. Mở hết lưới nha anh em nhé. Mở hết lưới rồi anh em gạt xuống. Anh em gạt 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 thẳng thẳng cái thành xuống nhá. Rồi gạt thẳng xuống anh em lại đẩy lên một phát nữa là cái thành là ok. Cách này thì rất là ít người chia sẻ đấy, bởi vì nói thật thì các anh em làm barber thì chia sẻ thực tế ở trong quán thì người ta chia sẻ, chứ còn video thì ít người chia sẻ lắm. Có lẽ là video là đến đây là hết. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nhé. Nếu mà anh em nào cảm thấy hay thì anh em nhớ like và chia sẻ thả tim để tương tác với nhau nhé. Và đừng quên bấm đăng ký, bấm theo dõi để không bị bỏ lỡ những video tiếp theo nha anh em nhé.